Trời đất ơi, sao mà đồ đạc lung tung hết vậy con? Con à, có chuyện gì xảy ra vậy con? Tại con là do con ngu dại, không nghe lời Vũ, cho nên mới lại hậu quả như ngày hôm nay. Tại sao gọi là ngu dại chứ? Mặc dù cả đời chú không hiểu được tình yêu là như thế nào, nhưng mà chú nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc, thì chú biết là tình yêu vô giá, tin vào tình yêu. Thì tại sao gọi là ngu dại? Đáng lẽ con phải lường trước, hắn là con của ông, con đã sai thì trao trả tiền mình cho kẻ thù. Hân à, con đừng có giận quá quá cuồng. Để vô lên chùa, vô gặp bà. Biết đâu là bà sẽ có cách, bà khuyên cậu. Gặp bà thì được gì hả Vú? Bà cũng sẽ bênh vực con trai của mình, bà làm sao mà cấm cản được cậu nhìn phúc đích cao vọng trọng chứ. Vô nhớ rồi. Bà có gửi lá thư cho cậu nè. Bà thúc giục cậu là phải cưới con. Nè, con đọc đi, rồi con sẽ hiểu được tâm ý của bà. Con làm gì vậy hả? Không, con làm cái gì vậy? Chính bà ta đã gieo cho con cái ý nghĩ rằng con có quyền yêu cậu, rằng cậu thích con, và cậu sẽ cưới con làm vợ. Cái gì mà không còn thù hận, cái gì mà xóa bỏ môn đăng hộ đối, tất cả chỉ là giả dối, giả dối, giả dối, giả dối, Con, giả dối. con. Cả cậu và bà đều là người của cái nhà này, con không tin nữa, và con hận tất cả những người trong cái nhà này. Con đã hứa với lòng là con sẽ không tin vào tình yêu nữa. Hân à, má con ở dưới suối vàng cũng không muốn con sống mãi trong thù hận đâu. Cũng nhờ cậu mà con mới tỉnh táo, mới hiểu được vị trí và tìm lại con đường mà mình buộc phải đi. Cái gì gọi là tình yêu? Cả đời con sẽ không bao giờ quên được. Nè, vào đây nữa. Dạ, cho tôi gửi. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ thưa cậu, sao hôm nay cậu đi làm sớm vậy? Rồi rồi. Dạ thưa cậu, sao hôm nay không thấy cậu Mão đã làm việc ạ? Từ giờ Tuất sẽ thay cho cậu Mão giám sát công việc ở đây. Tuất. Dạ dạ thưa cậu. Cậu có gì căn dặn thưa cậu? Tôi có việc phải về trước, ở lại đây với quản gia coi sóc công việc. Dạ thưa cậu, tôi hiểu rồi. Rồi, lên nha. Còn tụi bay á, mau làm nhanh lên. Đừng có lười biếng nghe không? Dạ, dạ, dạ. Làm quản gia nhà này Phật lòng á, là không xong đó. Cái gì cũng có cái giá của nó, phải không cô Hân? Người kế tiếp. Ở đây cậu nè. Anh gian dối. Ai gian dối? Tôi gian dối cái gì? Thẻ đếm của anh không nhiều đến như vậy. Sao chứ, công của tôi bao nhiêu thì tôi nhận như vậy. Sáng giờ cô có ở đây đâu mà cô biết ít hay nhiều. Có chuyện gì vậy cô Hân? Người này làm không đúng công, cho nên là tôi không phát đúng tiền. Quan cho tôi quá, công của tôi cậu phát mà. Cậu Tuất, cậu xem có đúng không? Đúng.
Số thẻ đếm của người này là do tôi đưa. Ý cô là nói tôi làm ăn gian dối đó hả? Không phải gian dối, mà là có sai sót. Thẻ đếm còn rành rành ở đây mà. Lúc nãy cậu Phúc cũng có mặt. Chẳng lẽ cô muốn nói là cả cậu cũng làm ăn gian dối sao? Anh nên bớt ăn nói hàm hồ đi. Tá Điền bắt đầu làm việc chỉ độ nửa canh giờ, cả thảy khoảng 10 người, cứ tính tuần tự theo lượt, có thể thấy số thẻ không đều. Cô không tính đến việc người này siêng năng hơn người kia à? Mới nửa canh giờ mà tá điền toàn người khỏe mạnh, thì làm sao có chuyện có người mệt làm không nổi. Anh xem đi. Tôi mới ra lần đầu nên chưa quen việc sổ sách. Cũng chính vì vậy cho nên là anh không biết năng lực của người này. Bình thường anh ta đều làm ít hơn những người khác, thì không thể nào mà có chuyện là hôm nay làm gấp đôi người khác được. Cũng chính vì anh mới ra làm ngày đầu nên anh không thể biết công việc ở đây. Cho nên là việc tin lầm người là điều không thể tránh khỏi. Từ sáng tới giờ á, thằng này nó vác bao nhiêu bao, tôi vác bấy nhiêu bao, thì lấy đâu ra mà làm gấp đôi hả cậu Tuất? Anh đưa ra đây. Dạ. Dạ cô Hân. Anh có ý kiến gì nữa hay không? Lần này xem như là cảnh cáo. Nếu còn tái phạm thì tôi sẽ lấy lại ruộng, không được thuê nữa. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Cô Hân, sổ sách là vậy, nhưng ai biết cô có khai gian hay là ăn chặn tiền tá điền thì sao? Ai gian thì tôi không biết, chứ cô Hân thì không có rồi đó. Trước giờ cô Hân có làm việc đàng hoàng. Đời nào cô Hân làm vậy? Cái này là chú Túc bậy rồi đó. Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Ở đây không phải là nơi muốn nói là nói, phải có chứng cứ. Anh có bằng chứng không? Mọi người ơi, tiếp tục làm việc nha. Phải phải, cô Hân nói đúng đó. Tôi phải giữ gìn cái miệng, cũng giống như là cô Hân đây, giữ gìn cái mình của cô vậy. Mày dám? Sao không? Con ra đây ngồi làm gì vậy? Sao không chịu vô nhà? Dạ không có gì đâu vú. Con làm việc xong chỉ muốn ra đây hóng gió thôi mà. Sao vậy hả? Đứa nào ghẹo cháu của vú, nói vú nghe coi. Dạ đâu có gì đâu, chỉ là lời quạ kêu diều mổ thôi mà. Cái con này để ý mấy lời của tụi nó chi vậy? Đâu có đâu vú. Con làm gì mà có quyền la mắng bọn họ vô cớ chứ? Ai nói là con không có quyền chứ? Trước khi bà đi, bà đã dặn con phải giúp hai cậu trông nom nhà cửa. Con là quản gia của nhà này mà. Con không muốn làm quản gia nhà này đâu vú. Nếu mà con đã nói được như vậy rồi á, thì vú với con đi ra khỏi nhà này để không nghe ai nói gì hết trơn á. Con không đi đâu hết. Con phải làm chủ, làm chủ cái nhà này. Cái gì mà kẻ hầu người ở, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà danh gia vọng tộc, con quyết không chịu thua đâu. Dạ thưa cậu, đây là sổ sách của ngày hôm nay, xin cậu xem qua. Còn đây là sổ tính công của tá điền. Mướn thêm người về, tôi muốn xây hết số lúa ở trong kho để nhập thêm một lượng lúa tốt vào Long An. Thưa cậu, trước nay khi thiếu lúa thì nhà cậu đều thu mua ở miệt Cần Thơ,
Vậy là cậu muốn thay đổi? Gạo ở Long An ngon hơn và thương lái dễ vận chuyển. Cái gì tốt thì phải ưu tiên. Dạ, tôi đã hiểu nguyên tắc của cậu. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Khoan đã. Em vẫn còn giận tôi. Tôi đâu có cái quyền đó thưa cậu. Hân à, em phải hiểu rằng tôi thật lòng với em. Nhưng xét về hoàn cảnh lẫn điều kiện thì đôi ta có thể hợp, nhưng không thành. Thưa cậu, tôi tự biết mình không phải là thiên kim tiểu thư, con nhà quyền quý, mà chỉ là một con ở. Xin cậu thứ lỗi, tôi còn gì phải làm. Trong tâm trí mình về đây chỉ toàn là những miễn chai. Chỉ cần nghĩ về cậu là những mảnh vỡ ấy lại cứa vào nhau, tạo nên những âm thanh đau đớn tuyệt vọng. Hận cái cách cậu nói chuyện với mình như chưa có gì xảy ra, nhưng mình vẫn là một con ở, như là cậu đang khinh mình. Những ngày đau khổ lại kéo dài. Lần này cậu nói cậu vẫn còn thương mình. Mình như muốn gào lên rằng những lời cậu nói là giả dối. Tại sao cậu thương em mà lại không thể vượt qua được định kiến của địa vị xã hội? Cậu làm như vậy khác nào như cha cậu, như kẻ đốn mặt đã hại chết mẹ em. Mình không biết có thể chịu đựng nỗi đau này bao lâu, nhưng lòng hận trong mình giờ đây cứ trỗi dậy mạnh mẽ. Mình hận quá khứ, và mình sẽ hận cả hiện tại nếu nó cứ tiếp tục dày vò mình. Đừng như vậy. Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người lại đây để căn dặn một điều hết sức quan trọng. Trong nay mai cô Ngọc Điệp sẽ tới đây. Mọi người phải dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài để tiếp đón cô ấy. Tôi không muốn có bất cứ điều gì sai sót trong lần đầu tiên vị hôn thê của tôi ghé thăm. Đây là danh sách những công việc cụ thể cần phải chuẩn bị. Chú Huệ là người có kinh nghiệm, lại hiểu biết quy cách đón khách. Tôi giao cho chú phụ trách việc phân công cho mọi người. Cái mặt nó kìa, chú nhớ còn chọc máu. Phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chu toàn. Dạ, tôi hiểu thưa cậu. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị đâu ra đó. Không phải là chỉ đâu ra đó. Tôi muốn mọi thứ tốt nhất mới được. Giường cây phải tỉa tót lại cho gọn gàng, làm sao để lần đầu tiên trông thấy cô ấy phải khen ngợi. Dạ, xin cậu cứ yên tâm đi. Còn cậu Mão, dạ, cậu phải tập lái xe cho thuần thục. Tôi muốn đích thân cậu đưa cô Ngọc Điệp đi đây đó, thăm thú những cảnh đẹp xung quanh đây. Tôi không muốn cô Ngọc Điệp buồn chán bất cứ một ngày nào. Dạ, tôi hiểu thưa cậu. Còn riêng Tuất, phụ cô Hân đây coi sóc lẫm lúa. Vì sắp tới, có thể tôi sẽ ít coi ngó được công việc làm ăn. Dạ thưa cậu, tôi đã rõ. Thôi được rồi, mọi người hãy quay về với công việc của mình đi. Dạ thưa cậu, tôi xin phép được dọn phòng và cắm hoa trong phòng ngủ của cô Ngọc Điệp. Phòng ngủ của khuê nữ mà thiếu hoa tươi và sự trang nhã thì chưa thể gọi là chu đáo thưa cậu.
cô có thể làm được những việc này. Dạ, tôi nghĩ với khả năng của mình thì việc chuẩn bị mọi sự tốt nhất cho cô Ngọc Điệp là chuyện có thể, thưa cậu. Tốt. Vậy thì phòng riêng của cô Ngọc Điệp tôi giao cho cô. Cô ấy rất là thích hoa hồng. Dạ, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một quản gia, thưa cậu. Thôi, mọi người hãy quay lại làm việc và chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Dạ. 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 Em đừng làm gì quá sức kéo mệt. Thưa cậu, xin cậu giữ ý tứ. Gia nhân trong nhà lỡ ai thấy được lại đồn đại tới tai cô Ngọc Điệp thì không hay. Có ai ở đây đâu. Mà nếu có thấy, tôi sẽ làm cho không thấy. Lời đồn đại như gió độc vậy. Xin cậu hiểu cho. Rốt cuộc là em vẫn không hiểu những gì tôi an bài. Thưa cậu, em hiểu. Cho nên là em mới xin cậu đừng rót vào tay em những lời mật ngọt. Không khéo em lại bị mang tiếng trèo cao, ngã ngớn với cậu. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như em biết vị trí của mình trong gia đình này và trong lòng của tôi. Là một con ở, em không dám đặt vị trí của mình cao như vậy. Em có thể thôi dùng từ con ở được không? Em đang tự hành hạ bản thân của mình đó. Thưa cậu, dĩ như bình hoa này, phần nhiều là hoa hồng, còn lại là những cành lá, chỉ mục đích là trang trí. Cô Ngọc Điệp của cậu dĩ như là hoa hồng vậy, nhưng đối với em, không chỉ có hoa hồng là đẹp nhất. Có những bông hoa mọc ở gian đường hoặc trên những thân cây thô ráp, nhưng chúng vẫn không hề kém sắc. Lúc còn nhỏ, có lần em vô tình cắm một vài bông hoa dại và đã bị chửi mắng rất là thậm tệ. Đến khi lớn lên thì em mới hiểu rằng chúng không xứng đáng. Để tôn thêm vẻ đẹp cho những bông hoa cao quý, lo nhổ cỏ đi lát thì sao ha. Dạ. Bây đang làm gì vậy? Dạ, cậu biểu tụi con dẹp cái bàn này cho có lối đi. Bây làm đi. Dạ. Dạ. Thưa cậu, cậu còn điều gì dặn dò nữa không cậu? Được rồi, coi như cũng tạm ổn. Chú nhớ bảo gia nhân là phải chu toàn mọi thứ, nhất là thời gian cô Ngọc Điệp ở đây. Những món ăn tôi căn dặn, chú đã chuẩn bị kỹ chưa? Dạ thưa cậu, tôi chuẩn bị xong hết rồi. Chắc chú phải đưa tôi xuống bếp để kiểm tra. Phải tận mắt thấy thì tôi mới an tâm. Dạ. Dạ mời cô. Ngọc Điệp. Anh Vĩnh Phúc. À.
Nhìn họ tình tứ chưa kìa. Tình tứ gì? Con gái con lứa gì mà ông cô chủ nhà mình mà ghét không? Em đi đường xa chắc là mệt lắm hả? Nghĩ đến gì sắp được gặp anh á là em không có thấy mệt gì hết. Chú Huệ Hân, ra đây. Đây là chú Huệ, quản gia lâu đời của nhà anh. Để còn đây cô là Hân, trợ lý đắc lực của anh trong công việc kinh doanh. Chào cô. Trong thời gian em ở đây, mọi việc phụ giúp em sẽ do Hân đảm nhận. Em cần gì bảo gì thì cứ nói với cô ấy. Dạ thưa cậu, Hân bây giờ đang lo việc kinh doanh của gia đình. Tôi sợ cậu giao việc con Hân nó làm không xuể, không vừa lòng cô sẽ không hay đâu. Hay là cậu cứ giao việc hầu hạ cô Ngọc Điệp đây cho tôi hứa sẽ làm tốt. Hay là anh đừng quá lo nghĩ về chuyện em sẽ ở đây. Dù gì em cũng quen tự lập rồi, lúc ở nước ngoài em cũng đâu có cần kẻ hầu người hạ. Với lại em nghĩ cô Hân đây cũng sẽ bận rất nhiều việc. Dạ không có sao đâu thưa cô Ngọc Điệp, tuy tôi phụ trách nhiều việc nhưng cũng là gia nhân trong nhà. Còn chuyện hầu hạ cho cô mà cậu chủ đã ra lệnh thì đương nhiên đó là bổn phận của tôi. Tôi sẽ dốc hết lòng hết sức à. Thôi được rồi, em vào nhà đi, anh có điều bất ngờ dành cho em. Thiệt sao? Anh làm gì mà bí mật quá vậy? Bí mật chứ, vì tất cả dành cho em mà. Anh trang trí tất cả những thứ này hả? Không anh, thì còn ai vào đây nữa. Đúng là cái màu mà em thích nè. Đẹp quá. Anh cắm chậu hoa này hả? Nhìn rất là độc đáo. Lại còn toát lên được cả nét thanh tao nữa. Là Hân. Người phụ giúp công việc kinh doanh cho anh mà lúc nãy em cũng đã gặp. Anh thật là chu đáo. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ em thưa cô, thưa cậu, em xin lỗi cô Ngọc Điệp. Em vô ý quá, không gõ cửa trước khi vào. Mong cô cậu bỏ qua cho em. Không sao đâu, trách tội gì cô chứ, chỉ là vô tình thôi mà. Tôi nghe Vĩnh Phúc nói là cô cắm mình qua đó hả? Rất là đẹp, tôi thích lắm. Dạ cô đã quá khen. Ở trong nhà này bất cứ gia nhân nào cũng biết cắm hoa như vậy à? À dạ thưa cô Ngọc Điệp, trà này rất tốt, vừa có hương thơm dịu vị lại ngon nữa. Cô uống trà này sẽ giúp cho tinh thần phấn chấn và dễ chịu. Dạ tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô thưởng thức, mời cô dùng thử. Cảm ơn cô, cô thật là chu đáo. Đúng là rất thơm. Dạ, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ. Khoan đã. Dạ, cô dặn dò gì thêm ạ? Đây là lần đầu tiên tôi về đây. Tôi rất là muốn biết cảnh vật và con người ở đây như thế nào. Nếu cô không phiền thì cô có thể dẫn tôi đi được không? Dạ thưa cô, việc đưa cô đi thăm thú đây đó thì cậu đã giao cho cậu Mão, nên cô cứ yên tâm nha. Anh thật là chu toàn với em. Hay là ngày mai mình đi thăm thú đâu đó luôn đi anh. Hân à, tôi đoán chắc rằng với bản tính chỉ biết lo công việc mua bán mà từ lúc về tới giờ cậu Vĩnh Phúc cũng chưa có thời gian đi thăm thú đúng không? Cô thật là hiểu tính cậu. Nhưng mà ở đây thì có gì để em thăm thú chứ? Anh à, em biết là anh không thích, nhưng mà anh cũng vẫn phải đi với em chứ.
Em không cần anh phải đi xa, chỉ cần dạo quanh để có thể hiểu hơn về gia đình của anh là được rồi. Dạ thưa, nếu như cô Ngọc Điệp muốn đi quanh gần đây thì tôi có thể dẫn đi được. Dạ thưa, nếu như không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài. Được rồi, cô ra ngoài đi. Dạ. Cho tôi miếng thịt ba đội á, mình cũng bỏ quá nha. Cũng được đó. Quà đẹp quá anh. Cậu Mão nói chỉ có dịp này mới có chợ hoa thôi. Em đúng là may mắn. Anh, bên kia có hoa gì mà đẹp quá kìa anh. Hôm nay cô làm tốt lắm. Ngoài chợ hoa ra, cô còn biết chỗ nào thú vị khác không? Hãy dẫn Ngọc Điệp tới những chỗ đó cho cô ấy thăm thú, để cô ấy vui. Làm hài lòng bà chủ tương lai cũng là một phần công việc mà cô phải quen rồi. Cô có nghe tôi nói gì không? Dạ thưa cậu. Anh ơi, lại đây nè. Bó hoa này đẹp quá à. Em thích nó hả? Lấy cho tôi bó hoa này. Dạ được cậu. Con, nhìn con như vậy, vú đau lòng lắm. Mình là phận đàn bà, con gái, luôn chịu thiệt thòi, trách ai được bây giờ. Vú nói như vậy, con có hiểu không? Mà thiệt tình, cậu Vĩnh Phúc này thiệt là tệ. Sao mà lại vô tâm vậy không biết nữa. Rõ ràng là cậu có tình cảm, yêu thương con như vậy. Mấy giờ rồi chú? Cũng trưa rồi con. Chắc là 10 giờ hay 11 giờ rồi đó. Tới trưa rồi sao? Con phải chuẩn bị cơm nước cho cô cậu dùng. Mà con biết là nhà bếp đã chuẩn bị xong chưa nữa. Không, con phải tự tay đi chuẩn bị mới được. Con à, nếu mà con mệt á, hay là con cứ nghỉ ngơi đi, để vô chuẩn bị thay cho con. Con không sao. Vô đừng có lo, chuyện này nhỏ thôi mà. Con phải chuẩn bị cơm nước cho cô Ngọc Điệp. Con phải hầu hạ cô Ngọc Điệp chu đáo. Con không được làm mất mặt cậu chủ. Hân ơi là Hân, tại sao phải chịu đau khổ như vậy chứ? Con có biết con như vậy vô đau lòng lắm, con biết không? Vô phải làm sao để giúp con đi? Vô không giúp được con đâu. Trong chuyện này con phải tự tìm cách mà thôi. Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc quá khác. Muốn cái gì cậu chủ cũng chiều hết. Nhìn mấy bộ đồ của cổ kìa, đồ nào cũng mua từ nước ngoài hết. Sao mày biết rành vậy? Trời, cái gì mà tao không biết. Ủa, nhưng mà tôi thấy cổ cũng hiền, không có đổng đa đổng đảnh. Thì người ta vừa hiền vừa giàu, bởi vậy mới xứng với cậu chủ nhà mình. Chứ đâu có như ai kia. Con bới cơm đi, vú lo tiếp chỗ này cho. Tao nói ha, mơ cao
Mộng sang, tưởng được cưng một chút mà mày đặt. Cũng chỉ là đứa qua đường thôi, lục bình trôi giạt mà tưởng chàng anh trong lòng. Đúng là trên đời này luôn có những người không biết thân phận của mình, phải không chị Thái? Là con ở thôi mà cũng bị đặt đổ mốc mà trời mông son. Còn chủ mà yêu con ở thì chỉ có dùng bùa yêu á. Mai mà cô Ngọc Điệp xuất hiện đúng lúc, cô vừa có phúc lớn vừa trong sáng nên mới cản được bùa yêu á. Nên cậu chủ mà hết bị mê hoặc chứ có hay ho gì đâu. Trời ơi, bộ mày tưởng bùa yêu dễ làm lắm hả? Thôi lo làm việc đi, đừng có nói năng sằng bậy nữa. Thì không dễ, nhưng mà má nó chết tức tưởi, còn chết cùng với đứa con quan chưa chào đời nữa, cho nên quán khí mới nhiều, nó mới làm được bộ yêu chứ. Con, mày uống cái đó coi. Thôi, mày làm gì đó? Mày đánh tao hả? Cái đồ con quan. Hưng, mày muốn làm gì? Mày nói sao cũng được, nhưng đứa nào đụng tới má của tao, tao sẽ không tha cho. Nhớ kỹ đó. Bình tĩnh con. Thôi, đi, mau. Đẹp quá à. Quyết định là em phải tự tay chăm sóc cho chúng. Em cần gì thì cứ sai bọn gia nhân là được rồi. Đâu có được, hoa này là anh mua cho em mà, dĩ nhiên là em phải tự tay chăm sóc chúng rồi. Chỉ là nếu như mai mốt em về bển rồi thì ai chăm sóc cho chúng đây? Nếu em lo lắng như vậy thì nhanh chóng sắp xếp về ở hẳn đây luôn đi. Dạ thưa cô cậu, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, mời cô cậu dùng. Cảm ơn Hân. Mình vô ăn cơm anh. Chiếc vòng đẹp quá à, em rất là thích. Nhưng nó có mắc tiền lắm không cậu? Chỉ cần em hiểu, tôi sẽ không để cho em thiệt thòi. Tôi sẽ để cho em từ từ quen dần với nó. Làm hài lòng bà chủ tương lai cũng là một phần công việc mà cô phải quen dần. Sao vậy? Sao tự nhiên nửa đêm ngồi khóc vậy? Vũ, có phải má đang trừng phạt con không Vũ? Con nói gì lạ vậy? Má con thì làm sao mà trừng phạt con được chứ? Con bất hiểu gì má? Con đem lòng yêu con của kẻ thù. Con biết mình đáng tội mà Vũ. Con à, tình yêu đâu có tội đâu con. Thôi, đừng có nghĩ quẩn nữa. Tình yêu là gì hả Vũ? Cậu nói là cậu yêu con, tại sao cậu lại đối xử với con như vậy? Còn cô Ngọc Đẹp thì sao? Thì cậu có yêu cô ta không Vũ? Bây hỏi toàn những câu mà Vũ không thể nào trả lời được hết á. Thôi con à, nghe lời Vũ đi. Chuyện đã tới nước này rồi, tốt nhất là quên cậu cả đi. Con đã cố gắng rồi, nhưng không thể nào làm được.
càng cố lên thì hình ảnh của cậu càng hiện rõ trong tâm trí của con. Con đau lắm Vũ ơi. Ông ơi, nói xong chưa vậy? Thôi, thôi rồi. Thôi, ở đây sẽ tắt ông rồi nè. Cho. Ủa? Ê, gì vậy? Ai mà đi chung với cậu cả? Lạ quá à? Cha, nhìn sang trọng quá. Chắc phải là tiểu thư con nhà quyền quý đó. Nhìn lạ quá à, chắc không phải người ở đây đâu. Dạ, chào cậu hai. Anh thiệt là giỏi quá. Đất ruộng rộng bao la như vậy mà một tay anh quản được hết. Nếu không giỏi thì làm sao có thể cưới được con gái của ngài tỉnh trưởng? Cái anh này lúc nào cũng có thể nói giỡn được hết. Sau này nếu có em về quản lý nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Dạ, thưa cậu chủ, xin cậu xem xét lại cho tôi. Tháng trước á, tôi có làm cho thằng Bảy, mà bây giờ nó không tính công cho tôi. Vậy sao? Dạ. Hân, tá điện này có khiếu nại về số ruộng công mà anh ta cài, cô xem lại sao? Dạ. Không phải là ghi thiếu đâu anh, đúng là anh có làm thêm cho anh Bảy cuối tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa gặt xong, cho nên tôi vẫn chưa thể tính công tháng này cho anh được. À, thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng. Thôi, cảm ơn cô, cảm ơn cậu chủ. Tôi xin phép tôi đi làm tiếp. Dạ. Cô Hân à, ở đây có tổng cộng bao nhiêu tá điền vậy? Dạ thưa cô, nếu tính hết thảy là khoảng 400 người à. Vậy người vừa nãy là? Dạ anh Tám Bọc, hiện đang cày thuê bên mé ruộng bên kia. 400 tá điền mà cô có thể nhớ hết đến từng người sao? Dạ chẳng qua là gì, tôi đã xem sổ công trước khi đi thăm ruộng cùng cậu, từ đó mà biết được ngày hôm nay sẽ đi đến ruộng của ai đang cày thuê. Chứ thật ra thì tôi không thể nào nhớ hết từng người được, thưa cô Ngọc Điệp. Cách quản lý rất là thông minh, mà cô còn rất khiêm tốn nữa. Sau này chắc phải nhờ cô chỉ dẻ thêm, để tôi có thể đỡ đần được phần nào công việc cho anh Vĩnh Phúc. Em sao vậy? Em thấy chóng mặt quá. Sao lại là trà? Mau xuống nhà dưới pha cho cô Ngọc Điệp một ly nước chanh, nhanh lên. Anh, thôi không cần đâu, em ngồi nghỉ một chút là khỏe à. Chắc là tại lâu quá em không có đi nhiều như vậy, cho nên em hơi chóng mặt một chút. Pha nước chanh cũng nhanh lắm, quan trọng là sức khỏe của cô. Không sao đâu, cô đợi một chút tôi đi pha liền. Em đau chân lắm đúng không? Để anh bóp chân cho em nghe. Em cũng không cần đâu. Cậu Mão. Dạ. Ra chuẩn bị xe cho tôi, để tôi và Ngọc Điệp chuẩn bị thăm phố. Dạ, tôi biết rồi. Anh, hôm nay em rất là vui vì được anh dẫn đi đây đó thăm thú. Hay là ngày mai mình lại đi nữa nha? Đương nhiên rồi, anh sẽ dẫn em đi khắp nơi. Em thấy anh có Hân làm trợ lý đúng thật là may mắn. Mặc dù không có điều kiện học hành, nhưng mà có thể suy nghĩ để quản lý công việc như vậy thì đúng là hiếm có. Nhưng anh lại thấy anh may mắn và hạnh phúc hơn nếu như có em làm vợ của anh. Cậu, sao cô lại đối xử với em như vậy? Tình
tình cảm của chúng ta chỉ là qua đường thôi sao? Má ơi, con phải làm gì bây giờ đây? Con đau, con đau lắm má ơi. Từ hôm tôi về tới giờ, toàn là anh Phúc chăm sóc tôi. Hôm nay tôi phải làm cho anh ấy bất ngờ mới được. Vậy cô muốn làm gì cho cậu? Nấu ăn. Tôi có biết một số món ăn mà anh ấy thích. Nhưng mà về phần tự tay nấu nướng thì tôi không có tự tin cho lắm. Nếu như không phải là món Tây thì tôi nghĩ mình có thể giúp được. Hay quá, cô đúng là một người rất thông minh. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô đã quá khen. À, cô có biết anh Vĩnh Phúc ở đây thích ăn món gì không? Món mà cậu thích hả? Trong nhà người biết cậu thích ăn gì chỉ có vú thôi. Vú hả? Dạ, đó là dì Huệ thôi cô. Có điều gì đó rất là kỳ lạ. Dạ sao cô? Tôi cũng có nghe anh Vĩnh Phúc xưng dì Huệ là chú. Vậy là... À, tôi nhớ ra cậu thích ăn món gì rồi. Vậy sao? À, cậu chủ thích ăn món canh chua cá lóc, chả rau đồng kho tiêu, bông bí xào. Thật ra thì cậu không kén rau củ quả gì, quan trọng là nêm nếm, không quá ngọt, không quá mặn, không quá cay nồng. Cô quả đúng là vị cứu tinh của tôi. À, những món này có khó nấu quá không? Dạ không khó quá đâu thưa cô, chỉ là món ăn thường ngày mà thôi. Nếu vậy thì tôi cũng muốn nấu thử xem sao. Cô có thể hướng dẫn giúp tôi được không? Dạ, đó là bổn phận của tôi mà. Không phải là bổn phận, mà là giúp cho tôi. Dạ, thưa cô, trước tiên mình phải qua hàng cá. Giờ này chắc cá vẫn còn tươi. Cô ơi, mua cá đi cô. Con này hả cô? Cho tôi con cá này đi. Dạ. Sau này không những anh Phúc mà tôi cũng phải nhờ cô nhiều. Chúng tôi cưới nhau, chuyện hầu hạ anh Vĩnh Phúc sẽ không phiền đến ai cả. Tôi muốn tự tay mình làm hết những chuyện liên quan đến ảnh. Dẫu sao thì chồng cũng phải do vợ nâng khăn sửa túi thì mới có thể tốt được. Cô nghĩ có phải không? Cô ấy là một cô gái trong sáng ngây thơ, nhưng cô cũng chỉ là một công cụ, là bàn đạp cho cậu mà thôi. Lại tiểu thư thương tình tôi quá vợ, lại một mình nuôi nấng con thơ. Mấy ngày nay rồi nó chưa ăn gì, cha con tôi đói quá. Mong tiểu thư bố thí cho cha con tôi có một miếng bánh bỏ bụng. Mong tiểu thư thương tình. Chúng ta nên đi thôi, đừng quan tâm tới họ. Khoan đã, cô nhìn kìa, hai cha con họ thật là tội nghiệp. Mình cho họ một ít cũng đâu có sao. Cảm ơn tiểu thư đại nhân đại đức, chắc chắn sẽ gặp được phước lành. Cảm ơn tiểu thư. Đi con. Đi. Cô Ngọc Điệp, cô không biết đâu, ông ta bị nghiện đó. Đứa bé đó chỉ là công cụ cho ông ta xin tiền mà thôi, chứ không phải lo lắng gì cho nó đâu. Cô bị lừa rồi. Thật ra tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Tôi chỉ muốn giúp đứa nhỏ thôi. Cô không thấy đứa nhỏ quá đáng thương sao? Có nhiều người họ lợi dụng lòng tốt những người như cô để trục lợi thôi. Mấy ngày nay tôi đi nhiều và cũng nhìn thấy nhiều. Tôi có một mong muốn rằng sau này khi tôi sống với cậu Vĩnh Phúc ở nơi này, tôi sẽ giúp những người nghèo khổ. À, tôi nghe nói má của anh Vĩnh Phúc cũng là người hay giúp đỡ người nghèo, có đúng không? Cô đúng là một người có tấm lòng nhân hậu hiếm thấy.
À, tôi có thể hỏi cô một câu tế nhị được không? Dạ, cô cứ hỏi. Không biết là cô có để ý ai chưa? Dạ, thưa cô, chuyện tình yêu thì tôi chưa có nghĩ đến. Cũng phải, anh Phúc bắt cô làm nhiều việc quá mà. Nào là phụ việc nhà, rồi còn coi sóc việc mua bán nữa, thì làm sao mà có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Dạ thưa cô, thật tình tôi không có ý đó. Bổn phận của người ở là phải hầu hạ, phải chu toàn mọi việc trong nhà. Cô nói như vậy chẳng may đến tay cậu thì... Cô đừng có lo. Chỉ là tôi thật sự rất là quý cô. Cô vừa xinh đẹp là vừa giỏi giang nữa. Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Em đi chợ. Em tính là nấu những món mà anh thích để tạo bất ngờ cho anh. Anh đúng là có con mắt nhìn người. Cô Hân không những phụ giúp anh trong công việc mua bán, mà ngay cả khẩu vị của anh cô cũng biết nữa. Em định nhờ cô ấy chỉ cho em làm những món mà anh thích đó. Không cần phải lo cho anh như vậy đâu. Em đã cất công tới đây là anh vui lắm rồi. Thôi, mình vào nhà đi. Dạ. Dạ thưa cô cậu, em xin phép xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa à. Ừ. À, anh nè, có chuyện này em muốn nói với anh đó. Có chuyện gì em không hài lòng hay sao? À không, chẳng qua là em thấy Hân là người tốt. Em tính là mai mốt khi mà em về đây ở với anh rồi, thì em sẽ làm mai cho cô ấy một mối, để còn... Em không nên bận tâm. Chuyện cưới vợ gả chồng của kẻ ăn người ở trong nhà, em không nên làm. Thật sự em rất là quý cô Hân. Thấy cô ấy vừa giỏi giang là vừa xinh đẹp, cho nên... Ông mà nè, em chưa chịu cưới anh mà nó tỏ ra dễ gia trưởng với em rồi hả? Cho anh xin lỗi. Thôi được, mọi việc cứ theo ý của em. Thôi được, mọi việc cứ theo ý của em. Công việc vẫn tốt chứ? Dạ thưa cậu, vẫn tốt. Việc quản lý công ruộng cho tá Điền, nhớ làm kỹ, đừng để bọn họ thắc mắc. Dạ thưa, cậu cứ an tâm. Khi chỉ có hai người chúng ta, em không cần phải cung kính như vậy đâu. Hân à, em vẫn không hiểu sao tôi không thể để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới sự nghiệp và tương lai của gia đình mình. Ngọc Điệp là một cô gái tốt, nhưng cô ta không phải là người tôi yêu. Nếu cậu muốn nhắc đến địa vị và giai cấp thì không cần nữa. Em đã hiểu rồi. Hân, dù tôi không cưới em, nhưng tôi nguyện sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Thưa cậu, thiết nghĩ hạnh phúc được công nhận thì đó mới là hạnh phúc thật sự. Thưa cậu, nếu không còn việc gì, em xin phép ra ruộng kiểm tra. Thôi được, tôi không ép em, nhưng khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì những điều tôi nói sẽ tốt cho cả hai. Chào anh. Chào chị. Xin mời. Xin mời. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại ông. Nhìn ông vẫn phong độ như ngày nào. Cậu quá khen. Thật ra từ khi nghỉ hưu cho đến nay, tôi cũng ít khi giao thiệp với bên ngoài. Còn đây là... À, giới thiệu với ông, đây là vợ sắp cưới của tôi, Ngọc Điệp. Dạ, xin chào. Chào ông. Cậu thật là khéo chọn. Mới nhìn đã biết ngay là tiểu thư con nhà quyền quý. Xin mời ông, cứ tự nhiên ở nhà. Đương nhiên rồi. À... Chào ông Văn. Chào bà Văn. Chào cậu. Chào cậu Phúc. Nhìn sắc gì của cậu như vậy, chắc là mới trúng
Một vụ làm ăn lớn đây. Việc làm ăn của tôi đâu dám so sánh với gia đình ông bà. Hai ông bà bận rộn công việc ở Sài Gòn như vậy mà vẫn dành thời gian ghé thăm, tôi cảm kích vô cùng. Hôm trước nghe nói bà Văn không được khỏe trong người, nên đích thân tôi đã đi tìm cây nhân sâm quý. Ngày mai tôi sẽ sai gia nhân đem qua tận nhà biếu cho ông bà. Cảm ơn cậu, cậu thật là chu đáo. À, xin mạn phép, đây là đây là vợ chưa cưới của tôi. Chào ông Danh. Chào bà Danh. Tôi tên là Ngọc Điệp. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Không biết khi nào vợ chồng tôi mới được uống rượu mừng của cô cậu đây. Sẽ nhanh thôi. Khi đó mong hai vị dành chút thời gian để đến chung vui với vợ chồng chúng tôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Xin mời ông bà. Xin mời. Thưa quý quan khách và bạn hữu gần xa, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Chính nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của quý vị mà công việc làm ăn của gia đình tôi được thành công và thuận lợi trong suốt thời gian qua. Kế đến là tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị một người rất là đặc biệt, sẽ gắn bó cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Đó chính là vợ chưa cưới của tôi, Ngọc Điệp, bà chủ tương lai của gia đình này. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Hy vọng khi nhận được thiệp hồng, mọi người sẽ dành chút thời gian đến chung vui với vợ chồng chúng tôi. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn hai người trong thời gian qua đã tận tình chăm sóc cho tôi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Cô Ngọc Điệp nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc cô lên đường bình an. Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Cũng vài tháng nữa là tới đám cưới rồi. Lúc đó chắc vì mọi người lo lắng một phen nữa. Được cô tin tưởng, đúng là phúc lớn với gia nhân như chúng tôi. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức à. À, tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Cây son này nhất định cô phải nhận đó. Cô cầm đi. Đây là màu son mà tôi thích nhất. Cô hãy dùng khi cùng anh Phúc đi gặp gỡ khách hàng. Tôi tin chắc rằng mọi chuyện buôn bán sẽ trót lọt. Thật ra thì tôi không hay dùng son. Nhưng mà cô đã nói vậy, tôi xin giữ cây son này. Cảm ơn cô. Thôi được rồi, còn gặp lại mà em. Đi nhanh kẻo trễ chuyến bay. Vậy thôi, tôi đi đây. Chào hai người. Dạ, dạ. Chào cô. Bước vào trong trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Dạ. Em hãy lên phòng, tôi có chuyện muốn nói. Thưa cậu, nếu có việc gì cậu cứ sai bảo, em sẽ làm ngay. Không biết là tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu. Chính vì em hiểu, cho nên là em mới cư xử như vậy. Ngọc Điệp đã đi rồi, em không cần phải ăn nói khách sáo với tôi như vậy. Ta cứ như xưa. Thưa cậu, em không biết là cậu xem em là hạng người gì. Em biết mình chỉ là phận người ở. Nhưng thưa cậu, em vẫn biết cái gì gọi là liêm sỉ. Em có cần là phải căng thẳng như vậy không? Tôi đã nói rõ là tôi rất yêu em. Chỉ là tôi không thể thành gia lập thất cùng với em được. Ngọc Điệp là sự lựa chọn bắt buộc. Lấy cô ta không có nghĩa là tôi bỏ em. Tôi sẽ cho em một địa vị trong xã hội, và cả trong lòng của tôi nữa. Tôi sẽ không để cho em thiệt thòi đâu Hân à. Nghe cậu nói thì có lẽ là cậu cần một người tình hơn là một người yêu.
Tôi không thích tô vẽ quanh con. Thiết nghiệp, dẫu em có là người tình của tôi thì cũng vinh dự hơn là kẻ hầu người hạ trong nhà này. Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra lời thật lòng. Tôi mặc kệ những lời lẽ bán bổ của em. Chẳng phải tôi đã từng nói là em phải tập làm quen với nhiều thứ hay sao? Hân à, tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi. Tại sao hai chúng ta không tìm cách nào đó cho vẹn toàn? Có thể đó là cách vẹn toàn với cậu, nhưng em chỉ mong có một gia đình đàng hoàng với bao người khác. Rất tiếc, đó là thứ duy nhất mà tôi không thể dành cho em được. Thưa cậu, nếu như không còn việc gì, em xin phép vào trong. Hân à, hồi nãy cậu Vĩnh Phúc gọi con, có chuyện gì vậy? Chỉ là cậu muốn mọi việc trở lại như xưa thôi Vũ à. Là sao? Như xưa là như lúc nào chứ? Lúc cậu chưa hứa hôn với cô Ngọc Điệp. Sao mà như vậy được? Hay con đừng dây dưa với cậu nữa. Mình về quê đi con. Bà cho phép rồi mà. Như vậy thì dễ dàng quá. Con nói vậy là sao? Vũ không hiểu. Chỉ là con không muốn nhận bất cứ ân huệ nào từ bà. Với lại ở đây còn rất nhiều việc phải làm. Chưa đi được Vũ à? Còn việc gì để làm nữa hả con? Vũ chỉ sợ mai nay cậu đám cưới. Con nhìn thấy càng thêm đau lòng nữa đó. Con à, con đừng nên nghĩ ngợi. Năm sau xã tang ông xong là cậu cưới rồi. Chính là con đang chờ đến ngày đó để chúc phúc cho cậu. Ai đó? Vào đi, cửa không khóa. Có chuyện gì không? Nếu cậu đang bận, em không dám làm phiền. Xin phép cậu. Tôi đang định đọc một số điện tín. Nhưng giờ này em định đi đâu hả? Chẳng phải cậu muốn gặp em còn gì? Nhưng chẳng phải em đã từ chối tôi rồi sao? Dạ, vì lúc đó là ban ngày ban mặt. Nếu như có ai nghe được thì không có lợi cho cậu. Em làm như vậy cũng là nghĩ cho cậu thôi. Em thật là biết nghĩ cho tôi. Nhưng tôi là chủ ngôi nhà này, ai dám? Sao mà đồ đạc lung tung vậy con? Con đang soạn đồ. Những thứ không cần nữa thì con giục đi cho gọn. Vũ nhớ là lúc trước con thích cái áo đầm này lắm mà. Sao bây giờ nó tả tơi hết trơn vậy? Giờ con không thích nữa. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là đồ đắt tiền mà con. Cậu lắm tiền nhiều của, Vũ không cần phải tiếc cho cậu.
Mấy ngày nữa con sẽ cùng cậu đi Đà Lạt. Để làm gì vậy con? Đó là lệnh của cậu, con đành phải nghe theo. Hay là con đừng đi nha. Con biết là Vũ lo cho con, nhưng mà lần này con quyết sẽ không để chuyện cũ tái lại đâu. Vũ lo cho con là không dứt tình được với cậu, như vậy chỉ chuốc thêm đau khổ thôi. Con không sao đâu mà, chuyện gì đến thì sẽ đến. Nhưng mà Hân à, không lẽ con lại chấp nhận chuyện năm sau cậu sẽ cưới cô Ngọc Điệp hả? Chuyện năm sau còn lâu mới đến. Nhưng bây giờ cậu lại muốn có con ở bên cạnh. Không phải là con không biết tính cậu, không lẽ con dễ dàng chấp nhận cái chuyện là người của cậu theo cách đó sao? Vũ yên tâm, con biết con đang làm gì. Dạ, mời cậu ăn sáng à. Sao em không kêu tụi gia nhân nó làm cho? Em đâu cần làm những việc này. Đây là công việc em muốn làm. Dạ, mời cậu ăn cho nóng. Dạ thưa cậu, nếu không có gì thì em xin phép cậu ra kho lúa kiểm tra à. Khoan đã, em kêu cậu Mão và Tuất ra đó kiểm tra đi, còn em đi công việc với thôi. Dạ mình đi đâu thưa cậu? Chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt của chúng ta. Em nghĩ là không cần đâu, cậu đã mua đồ cho em rất là nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Dạ vậy để em ra ngoài kêu chú Tấn chuẩn bị xe. Cậu đợi em chút xíu. Ủa, chú Tấn ơi, chú Tấn ơi, chú bị làm sao vậy? Chú Tấn ơi, chú làm sao vậy? Chú Tấn ơi, người đâu? Dạ. Chú Vũ, chú pha giùm con một ly nước đường chú đi. Mọi người giúp tôi. Dạ, dạ, dạ. Đưa chú Tấn cho nhà đi. Cẩn thận nha. Nhanh lên. Ông ta bị làm sao vậy? Chú Tấn bị hạ đường huyết. Cậu yên tâm đi, chỉ cần uống nước đường, nghỉ ngơi là khỏi thôi. Em giỏi hơn tôi tưởng hơn à. Em sẽ làm cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em thú vị thật. Không phải là cậu thích những điều thú vị sao? Ông ấy bị như vậy, làm sao có thể đi Đà Lạt được? Hay là mình giờ là dịp khác rồi hẳn đi nha cậu. Không được, tôi sẽ không bỏ bất cứ dịp nào để được gần em. Tôi sẽ thuê tài xế mới. Nhưng mà tài xế mới, mình đâu có biết người ta chạy như thế nào, rồi tính tình ra sao. Với lại đường đi Đà Lạt toàn đèo núi không à. Hân ơi, chị Huệ đã cho chú Tấn uống nước đường rồi, bây giờ có cần gọi thầy thuốc không? Cậu Mão cứ yên tâm đi, lát nữa chú Tấn sẽ tỉnh lại thôi, còn đảm bảo mà. Vậy thì không cần đâu cậu Mão. Dạ. À khoan đã cậu. Dạ thưa cậu, trước đây cậu Mão đã nhiều lần cầm lái chở mà đi công chuyện rồi. Có thật là cậu từng lái xe chở cha tôi? Dạ đúng vậy thưa cậu, trước kia tôi từng làm tài xế cho ông một thời gian. Vậy từ hôm nay cậu là tài xế của tôi. Ờ vậy còn chú Tấn thì sao cậu? Ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, tôi sẽ cho ông ấy một số tiền để về quê dưỡng già. Dạ nếu cậu giao việc thì tôi làm. Vậy bây giờ cậu chở tôi với cô Hân đi mua đồ luôn một thể. Dạ. Hôm nay thì không được rồi thưa cậu. Không phải khi nãy cậu nói cậu Mão ra kho lúa làm việc sao? Cậu yên tâm đi, em không cần thêm thứ gì nữa đâu. Cậu Mão nè, cậu làm việc của mình đi. Dạ tôi biết rồi.
Hân à, tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Chuyến đi Đà Lạt lần này chỉ cần có cậu bên cạnh là em mãn nguyện lắm rồi. Em xin phép cậu. Những ngày qua cậu lại đối xử tốt với con, lại thương yêu con như những ngày mà Ngọc Điệp chưa đến. Con ước gì mình có thể nhìn thấu tâm can của cậu. Má ơi, con có nên tin cậu thêm một lần nữa hay không má? Con sẽ không tin người bắt con lo chăn đệm cho người đàn bà khác, trong khi đã từng ấm nồng với con. Con sẽ không tin người bắt con phục dịch hầu hạ, trong khi diễn trò tình tứ ngay trước mắt con. Con sẽ không bao giờ tin bất cứ người nào trong căn nhà này, bởi vì con quá hiểu rõ họ không có trái tim. Con ước gì má còn sống, má sẽ biểu con phải làm gì, má luôn ủng hộ con. Còn Vũ, con rất là thương Vũ, nhưng mà dường như Vũ không hiểu con bằng má. Trên cảnh tường rất là đẹp, nhưng khi bị bẻ gãy và bị dứt sang một bên thì sẽ trở thành một vật vô tri. Nhưng con sẽ khác đúng không má? Dạ thưa cậu cho gọi. Tôi và Hân phải đi vài ngày, ngày mốt là ngày nhập thêm lúa vào kho. Vũ cố gắng coi sóc và kiểm tra kỹ giùm tôi. Dạ tôi biết thưa cậu. Tôi có sai Túc phụ giúp cho Vũ, Vũ không cần phải lo. Cậu à, cậu thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Còn chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn hỏi chuyện giữa cậu và con Hân. Dạ, con Hân nó ở với tôi từ nhỏ, thành ra tôi coi nó như là con, là cháu của mình vậy. Tôi... Vũ cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tôi muốn hỏi cậu, cậu có thật lòng yêu thương con Hân không? Ý của tôi là nếu cậu thật lòng yêu thương con Hân thì xin cậu đừng làm cho nó đau khổ. Vũ đang đoán mò chuyện gì vậy? Tốt nhất Vũ đừng suy nghĩ lung tung. Cậu Vĩnh Phúc à, xin cậu hãy nghe tôi nói. Khi cậu dắt con Ngọc Điệp về đây, con Hân nó đã phải nén nước mắt mà hầu hạ con Ngọc Điệp cho cậu. Tôi biết là nó đau khổ trong lòng dữ lắm. Từ trước tới giờ con Hân chưa bao giờ yêu thương ai. Cậu là người đầu tiên đó. Từ bao giờ mà kẻ ăn người ở trong nhà dám xen vào chuyện của chủ vậy hả Dũng? Thiệt tình là tôi không dám.
Không biết có chuyện gì không mà mấy đêm liền nằm mơ thấy ác mộng. Dạ xin lỗi bà, tại vì sư trụ trì gọi gấp quá nên con vô ý. Không sao đâu, con đi nhanh đi không thôi bị la đó. Dạ. Còn cái gì nữa không dì Huệ? Còn cái túi này thôi. Ủa, bộ có chuyện gì hả dì? Cậu à, cậu lái xe cẩn thận nha. Tôi nghe nói đường đi Đà Lạt nguy hiểm lắm. Dì cứ yên tâm. Trước đây con có thay chú Tấn chở ông đi Đà Lạt mấy lần rồi. Dì Huệ, thấy con mặc bộ đồ này được không? Dì Huệ, bộ có chuyện gì hả? Cậu à, tôi muốn căn dặn cậu cái này. Có chuyện gì mà sao con thấy gì căng thẳng quá vậy? Cậu lên trên đó, cậu nhớ xem chừng con Hân giúp giùm tôi nha. Tưởng chuyện gì, dì cứ yên tâm đi. Con thấy cậu Danh Phúc đang cưng chiều Hân dữ lắm, không có chuyện gì đâu. Thì tôi chỉ dặn hờ vậy thôi mà. Dì với con đều là kẻ ăn người ở trong nhà. Nếu như cậu Danh Phúc và Hân xảy ra chuyện thì con cũng không giải quyết được gì đâu. Chú Huệ, Hân đâu? Dạ con. Sao giờ này vẫn chưa thấy cô ấy ra? Dạ, chắc là con Hân nó còn đang sơ soạn. Để tôi vô tôi gọi nó ra cho cậu. Tôi đem đồ ra xe nha cậu. Con à, sao con còn ngồi ở đây vậy? Cậu chờ con bên ngoài đó. Con sao vậy? Bộ con không khỏe chỗ nào hả? Nếu mà thấy trong người không khỏe thì đừng có đi nữa con. Con không sao đâu. À, Vú thích gì không? Để khi về con sẽ mua cho Vú. Chỉ cần Vú thấy con vui là Vú vui rồi. Đừng có mua quà cáp chi cho tốn kém. Con à, có chuyện gì vậy? Nói cho Vú biết đi. Con đừng làm như vậy, Vú sợ lắm đó. Vú biết không? Con đang rất là vui. Con thiệt tình vui buồn thất thường à? Bởi vì con sắp được ở cạnh người con yêu. Tình yêu gì mà kỳ cục vậy hả? Tình yêu gì mà vui đó, khóc đó, rồi lại hạnh phúc nữa. Hân à, con cũng biết Vú chỉ cần có con là đủ rồi. Vậy là dù có chuyện gì Vú cũng không quay lưng với con đúng không? Làm sao mà Vú có thể quay lưng được với con chứ? Có xảy ra bất cứ chuyện gì, con vẫn là người Vú thương nhất, biết không? Thôi, con đi nha Vú. Khi về con sẽ mua quà cho Vú. Hân à, nếu mà thấy không khỏe thì đừng có đi con. Con đã suy nghĩ kỹ rồi Vú. Con sẽ không nhận lấy hạnh phúc người ta ban phát cho mình, mà phải tự giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Bây làm gì vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi, sao bây làm ăn vô ý vậy? Dạ thưa dì, con đổ dĩa trái cây trên bàn thờ của ông nên vô tình rơi xuống. Trời ơi,
Bay làm ăn vô ý như vừa thôi. Còn bay nữa, sao không mau lo dọn đi? Ừ, dạ thưa dì, đây là di ảnh của ông nên con không dám đụng vào. Thôi bay dọn đi, rồi kiếm chỗ sửa khung hình cho ông đi. Dạ, dạ. Để con làm liền. Dạ. Còn bay nữa, sao đứng đó làm gì? Dọn mấy miếng bể đi. Dạ. Dì Huệ, dì Huệ, dì Huệ. Có chuyện gì nữa đây? Dạ bà về. Ai? Dạ bà Liên Anh. Thưa bà mới về. Ta ở chùa cứ đợi tin của Huệ mà không thấy, sốt ruột quá nên ta mới quyết về nhà một chuyến. Dạ. Dạ thưa bà, cậu Vĩnh Phúc và Hân mới lên xe đi Đà Lạt thôi. Ủa, tụi nó bàn công chuyện làm ăn gì mà lên tới tận Đà Lạt lận Huệ? Dạ, nghe nói là có khách hàng đặt mua gạo số lượng lớn, thành ra cậu Vĩnh Phúc cậu mới quyết định đi gấp. Bà về sao không báo trước để tôi đưa xe lên đón? Không sao đâu. Ủa, bàn thờ bị sao vậy Huệ? Dạ, mấy đứa gia nhân nó vụng về nên mới gây họa thưa bà. Nhưng mà tôi đã cho người đi làm lại khung hình của ông. À, thôi cứ bỏ qua cho tụi nó đi. Đợi khi nào có di ảnh ta sẽ thắp nhang cho ông sao. Huệ ngồi xuống đây. Huệ à, chuyện của Vĩnh Phúc với con Hân sao rồi? Thật ra cái hôm tôi lên chùa thì trước đó tôi có nhận một bức điện tín của một cô gái có tên là Ngọc Điệp. Ngọc Điệp là ai? Dạ, Ngọc Điệp là người yêu của cậu Vĩnh Phúc ở bên Mỹ. Rồi con Hân? Con Hân lúc đó ra sao? Cậu đã mở tiệc chiêu đãi và còn tuyên bố với mọi người là sau khi xả tang ông xong rồi sẽ tổ chức đám cưới. Bà, nếu bà đã về đây rồi, bà nói với cậu đừng có đùa giỡn với tình cảm của con Hân. Tội nghiệp nó lắm. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Tôi sẽ ở lại đây để chờ tụi nó về. Em đang nghĩ gì vậy? Cậu đoán thử xem. Tôi không biết là em đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được là em đang rất hạnh phúc. Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Vì bây giờ em đang ở trong vòng tay của một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Cậu nói đúng. Em đang rất hạnh phúc. Và ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Cậu có nghĩ với em? Sao lại vậy? Phải tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Cảm ơn em. Về chuyện gì? Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi. Cảm ơn em đã hiểu cho tôi. Nơi này vẫn không có gì thay đổi. Đúng, cảnh nơi đây vẫn vậy. Chỉ có con người là thay đổi. Lần đầu đến đây tôi chỉ mới thích em, nhưng lần này tôi biết mình không thể thiếu em được. Cậu thích Đà Lạt không? Bất cứ nơi nào, miễn có em ở bên cạnh là tôi thích. Tôi yêu em. Lần trước đến đây cậu cũng đã nói với em như vậy. Vậy mà
Em biết là tôi không thể làm khác được, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho em. Cậu có chắc không? Nếu như đã chấp nhận, tại sao em cứ nhắc tới chuyện đó? Chúng ta không thể vui vẻ trong những ngày ở đây sao? Đi thôi. Chúng ta đi đâu? Cậu bảo đậu xe phía bên này mà. Chúng ta không đi xe, mà đi bằng ngựa. Dạ, cô cậu đến rồi. Cảm ơn anh đã chuẩn bị ngựa. Dạ, cảm ơn cậu. Nhờ cậu tôi có tiền về quê. Anh đi luôn bây giờ hay sao? Dạ. Thôi được rồi, tôi sẽ thuê người khác chăm ngựa sau. Dạ, xin mời cậu qua đây. Tôi có nói là mình không thích ngựa, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cưỡi. Để xem. Tôi biết là em rất thông minh, nhưng cưỡi ngựa phải học nữa. Tôi sẽ không phiền nếu gọi tôi là thầy đâu. Gọi tôi bằng thầy khó đến như vậy sao? Bà, tôi nghĩ bà ráng ăn một chút cho lại sức đi. Hay là tôi mang xuống dưới hâm nóng lại cho bà nha. Không cần đâu. Tự nhiên lòng ta như lửa đốt, không muốn ăn gì hết. Bà vô đây ngồi đi bà. Chắc là bà nôn nao chờ cậu Vĩnh Phúc về nên mới như vậy. Cậu đi mới có 3 hôm mà. Chắc là dặm 3 bữa nữa cậu sẽ về thôi mà. Không phải đâu. Chưa bao giờ ta có cảm giác như vậy. Bà bình tĩnh đi. Để tôi gọi điện thoại lên trên đó, báo với cậu là bà về rồi. Để cậu tranh thủ về sớm nha. Thôi khỏi đi. Cứ để tụi nó giải quyết cho xong công việc cái đã. Dạ. Không biết có chuyện gì hệ trọng mà giờ này còn có ai gọi nữa kìa. Mà đợi tôi chút nha. Alo, nhà Vĩnh Phúc xin nghe. Hân đó hả con? May quá, chú định gọi lên trên đó cho con nè. Sao vậy? Sao con lại khóc? Có chuyện gì nói cho chú nghe coi. Chú ơi, con mất tích rồi. Chú ơi, con bị rơi xuống núi mất tích rồi. Chú ơi. Bà ơi, tỉnh lại đi bà. Người đâu? Có ai không? Bà tỉnh lại đi bà. Người đâu? Bà đâu vậy? Dạ, bên hướng này đẹp ạ. Chỗ nào vậy cậu Mở? Dạ sắp đến rồi, bà ráng một chút nữa nha bà. Cậu Phúc ơi! Cậu Phúc! Cậu Phúc ơi! Cậu Phúc! Cậu Phúc!
Hân à, con xin lỗi bà, tất cả là do con. Cậu vì con mà mất tích, là con muốn cởi ngựa, là do con phi nhanh, tất cả là do con. Bà đừng phạt con đi bà ơi, tại con. Đừng lên đi con. Bà ơi, bà cứ trừng trị con đi. Nếu không phải tại con thì con không bị như vậy. Bà ơi, bà đánh chết con. Hân đi à, con bình tĩnh đi. Nói cho tao biết, cậu làm sao mà mất tích hả? Cậu cùng con cưỡi ngựa men theo chuyện dốc bên kia. Tại vì con mới tập, cho nên con phi nước kiệu. Cậu thích đùa giỡn, cho nên phi nước đại rất là nhanh, rồi mất khúc sau những con dốc. Dạy lần đầu cậu còn nấp ở đâu đó hồn con. Lần cuối con thấy cậu là lúc cậu phi nước đại về hướng này. Con cố gắng đi theo sau, nhưng mà không thấy cậu. Con lo lắm, sợ trời sụp tối. Con về gặp cậu Bảo, nhờ một số người phụ tìm kiếm. Sáng hôm nay con tìm được một dấu vết, như là có ai ngã dưới đây nè. Bà ơi. Mời bà dùng trà. Cảm ơn anh. Dạ. Cho hỏi, bà có phải là Huệ? Dạ, tôi là Huệ đây. Tôi có thể hỏi bà một số chuyện được không? Dạ được, tôi sẽ trả lời thành thật. Mời bà sang đây. Bà có mối quan hệ gì với gia đình cậu Vĩnh Phúc? Tôi là người làm của gia đình cậu Vĩnh Phúc. Bà làm việc bao nhiêu năm rồi? Dạ, 20 năm. Trước ngày cậu Vĩnh Phúc lên đây, cậu có biểu hiện gì bất thường không? Dạ thưa không có. Mối quan hệ giữa cậu Vĩnh Phúc và cô Ngọc Hân đây là như thế nào? Bà có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Hân với cậu Vĩnh Phúc, phải chăng là có gì đó phức tức? Dạ thưa không, thưa ông. Dạ, Hân là người thân trong gia đình tôi. Từ nhỏ Hân đã học chung, chơi chung với con trai của tôi. Tụi đó giống như là anh em vậy đó. Báo cáo, đã kiểm tra khắp nơi nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. Theo những chứng cứ và lời khai chúng tôi thu thập được trong quá trình điều tra, thì cô Nguyễn Thị Ngọc Hân là người đáng nghi ngờ nhất, vì là người duy nhất có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Cô Hân, xin mời cô theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Thưa ông, hiện giờ sức khỏe của Hân nó không được tốt, xin ông dời ngài lại nha. Con không sao đâu Vũ, con cũng muốn tìm được cậu mà. Mời cô. Cậu Phúc! Cậu Phúc ơi! Phúc ơi! Cậu Phúc! Phúc! Cậu Phúc ơi! Anh Phúc ơi! Dạ. Đã có tin tức gì chưa? Dạ chưa. Anh Phúc! Cậu Phúc ơi!
Hân à, dù sao cũng đã có cảnh sát tìm kiếm giúp mình rồi. Mấy ngày nay con không được nghỉ ngơi. Con mà ngã bệnh thì mọi người càng thêm lo lắm. Con phải đi tìm kiếm cậu bằng mọi giá. Con phải tìm bằng được cậu Phúc. Cậu Phúc ơi, cậu đang ở đâu? Cậu ra đây đi. Em xin cậu, chỉ cần là cậu được bình an, em không tiếc gì nữa hết. Cậu ra đây đi. Hân, Hân à, Hân, con sao vậy? Hân à, Hân. Hân, Hân. Tỉnh dậy đi con. Con sao vậy Hân? Hân, Hân à. Con hơn sao rồi doctor? Cô ấy đang bị suy nhược cơ thể, tinh thần lại đang trong trạng thái hoảng loạn nên đã bị kiệt sức ngất xỉu. Tôi đã cho cô ta một liều thuốc an thần, chỉ cần tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ thì từ từ sẽ bình phục. Cảm ơn doctor. Dạ, mời doctor. Chào bà. Tại sao mà số con khổ như vậy chứ? Chú biết phải làm sao để giúp con vượt qua nỗi khổ này. Cậu Phúc à, cậu đang ở đâu vậy? Cậu Phúc, em xin lỗi, em xin lỗi cậu. Cậu Phúc, cái lọ bào chế thuốc của con Hân đâu rồi cả? Chắc nó lại để quên ngoài giường nó rồi. Ờ, gì vậy? Hay là dì vào phòng nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Hân cho. Cậu mau. Dạ. Có phải cậu đã biết chuyện gì mà cậu giấu tôi phải không? Sao tự nhiên dì hỏi con vậy? Từ khi lên đây cùng với bà Liên Anh cho đến giờ, tôi thấy thái độ của cậu khác hẳn ngày thường. Ai không biết cậu chứ tôi, tôi hiểu tính cậu hơn ai hết mà. Con không biết gì đâu, dì đừng có hỏi. Cậu không biết vậy tại sao cậu phải giấu lọ thuốc chứ? Hân, con có sao không Hân? Cậu Mậu,
quẹ. Con nói con không biết đâu mà. Thì đừng có hỏi nữa. Chắc chắn cậu phải biết. Cậu nói cho tôi nghe đi. Con nói gì đây? Về lọ thuốc. Tại sao cậu lại sợ khi tôi nhìn thấy nó chứ? Dì muốn con nói thế nào thì dì mới tin con. Chả phải là trước khi đi tôi đã dặn cậu là phải trông chừng con Hân mà. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà giữa con Hân và con Phúc xảy ra chuyện gì thì làm sao mà cậu biết được? Lúc đó con đang canh xe mà. Cậu nhìn tôi đi. Cậu ra xe ngay. Dì đừng có ép con nữa. Con không biết gì đâu. Có chắc chắn là cậu không biết không? Dì Huệ, dì tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà con nói cho dì biết, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con cũng không hại con hết đâu. Tôi biết cậu không bao giờ làm hại con Hân hết. Quê vào đi. Từ hôm qua tới giờ bà chưa chịu ăn cái gì hết thì sức nào mà chịu cho nổi. Tôi giờ đây còn thiết tha chuyện gì nữa đâu. Bà phải ăn mới có sức để mà tìm kiếm cậu Vĩnh Phúc chứ. Thật đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Bà ơi, chưa tìm thấy có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Có phải là quả báo không Huệ? Vậy chăng bây giờ đã đến lúc phải trả lại? Không đâu bà ơi. Oan có đầu, nợ có chủ, ông trời có mắt. Chứ đâu lại... Con Hân nó sao rồi? Chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi thưa bà. Tội nghiệp con bé, chắc là đã đau buồn lắm. Bà đừng có nói vậy. Tôi hổ thẹn thay cho con Hân. Mất cậu, con Hân đau khổ một, chứ tôi biết là bà đau khổ mười. Mày đừng nghĩ lung tung. Tôi không trách gì con Hân đâu. Tôi tin nay mai cũng sẽ có tin tức về cậu thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng đã nghĩ hết mọi đường rồi Huệ à. Ý của bà là nếu chẳng may Vĩnh Phúc không quay về, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Vĩnh Đức. Và con Hân sẽ là người thay mặt nó quản lý trong thời gian nó chưa về nước. Bà lại giao cho con Hân. Ngoài con Hân ra thì còn ai nữa hả Huệ? Thưa bà, chúng tôi đã chia ra nhiều đợt tìm kiếm tại hiện trường cũng như những khu vực xung quanh, nhưng chỉ thấy xác con ngựa trôi theo dòng chảy gần lối thoát ra hồ lớn. Ngoài ra không có dấu vết gì của cậu Vĩnh Phúc. Hơn nữa cũng không tìm thấy chứng cứ gì cho thấy cậu ấy đã bị hãm hại. Cho nên đến giờ phút này, buộc lòng chúng tôi phải lập biên bản kết thúc vụ án. Sao lại kết thúc? Vẫn chưa tìm được người mất tích mà. Chúng tôi rất tiếc, xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Cảm ơn các ông đã giúp đỡ gia đình tôi. Chào bà. Dạ thưa bà cho phép con ở lại đây để tiếp tục tìm kiếm cậu Vĩnh Phúc cho đến khi nào có tin cậu mới thôi. Con đứng lên đi. Những gì con làm đến giờ phút này là đã hết lòng hết sức cho Vĩnh Phúc rồi. Thưa bà, từ bây giờ số mệnh của Vĩnh Phúc chỉ còn thuận theo ý trời thôi.
Mình không làm đám cho cậu thật sao ba? Từ hôm nay cứ lấy ngày này để bày cổ tưởng nhớ đến Vĩnh. Hân đã làm cho tôi có thêm niềm tin rằng đứa con trai đầy bản lĩnh này sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Nhưng thưa bà, nghe nói cậu bị tai nạn gì đó ghê gớm lắm, chết mất xác luôn hay sao đó. Không biết chuyện này có liên quan gì tới chuyện xưa. Sủ, chắc phải là chuyện ghê gớm lắm cho nên bà mới gọi hết tất cả lên đây nè. Nãy giờ mày nghe xung quanh bàn tán mà không biết chuyện gì hả? Ê, bà tới kìa. Hôm nay ta cho gọi mọi người lên đây là để thông báo một chuyện hệ trọng. Đó chính là con trai của ta, Vĩnh Phúc, đã mất tích trong chuyến đi Đà Lạt gặp khách hàng cùng với Hân. Đây là một biến cố lớn đối với gia tộc nhà ta. Nhưng gia nghiệp của tổ tiên để lại không thể một ngày không có người kế tụng. Vì vậy, ta quyết định là Vĩnh Đức sẽ thay cho Vĩnh Phúc gánh vác trách nhiệm to lớn này. Nhưng hiện nay, cậu Vĩnh Đức vẫn còn học ở bên Pháp, chưa thể về ngay được. Cho nên, từ giờ cho đến lúc Vĩnh Đức về kế nghiệp, ta sẽ giao toàn bộ quyền quản lý gia sản này lại cho Hân. Thưa bà, ý của ta đã quyết rồi. Kể từ ngày hôm nay, mọi người phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt và chỉ bảo của Hân. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Từ bây giờ, mày phải liệu hồn mày đó. Hân à, ta xin lỗi vì đã không nói cho con biết trước. Nhưng thật lòng, ngoài con ra, ta không còn ai để có thể giao trọng trách khó khăn này. Dạ, con đã hiểu thưa bà. Không còn chuyện gì nữa, mọi người có thể tiếp tục quay về làm việc. Dạ. Bà ơi. Bà đau đâu vậy? Hân à, con đi gọi doctor đi con. Dạ. Không cần đâu. Chỉ tại trong lòng còn cảm thấy đau buồn, cho nên mới vậy thôi. Huệ à. Dạ. Tuy biết Hân là đứa giỏi giang, nhưng ta cũng mong Huệ sẽ giúp đỡ thêm cho nó. Dạ. Yeah. Hân à, ta lại buộc con phải trông coi cái cơ ngơi này rồi. Thưa bà, phận tôi đòi mà được bà tin tưởng như vậy là phúc cho con lắm rồi. Muốn gì tại vì con mà cầu Vĩnh Phúc. Hân à, con đừng tự dằn vặt mình nữa. Điều quan trọng bây giờ là làm sao giữ cho cái sản nghiệp này được toàn vẹn. Đó cũng chính là tâm nguyện của Vĩnh Phúc. Dạ con hiểu. Cũng không còn sớm nữa, ta phải lên chùa lại. Bà, không lẽ bà đi liền sao? Bà ở lại vài ngày đi. Bà đi như vậy tôi lo lắm. Không sao đâu, ta cũng muốn lên chùa càng sớm càng tốt để cầu nguyện cho Vĩnh Phúc được tai qua nạn khỏi. Dạ thưa bà, con xin phép ra ngoài gọi cậu Mão chuẩn bị xe. Xét cho cùng thì
gia đình ta đã nợ con Hân quá nhiều. Con Hân được bà tin tưởng, thương yêu như là con. Tôi nghĩ nó là đứa thông minh, chắc cũng hiểu được và trân trọng tình cảm của bà. Ta cũng mong là như vậy. Quê ở lại bao trọng nha. Ta đi đây. Dạ. Tội nghiệp cho bà quá. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Làm sao mà không đau lòng cho được. Ông vừa mới mất hơn nửa năm, bây giờ lại đến cậu cả. Tội cho cậu quá. Bây giờ thì chỉ trông đợi cậu Vĩnh Đức về. Cũng may là nhà còn có Hân Quán Xuyến. Không thì bà khó mà lên chùa ăn chay niệm Phật được. Mày nói vậy mà nghe lọt lỗ tai được hả? Con Hân á, nó cũng chỉ là người ăn chợ ở trong nhà này thôi. Lấy quyền gì mà Quán Xuyến tụi mình. Mày nói mắc cười quá. Chứ trước giờ chẳng phải nhờ con Hân nó chu toàn sắp xếp mọi việc trong nhà hay sao? Hay là mày ganh tị với nó? Mà mày không biết thì đừng có đặt chuyện, coi chừng rước họa vô thân á. Đương nhiên là tôi biết rồi. Mấy người tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy hả? Đúng như con Sủ nói, cậu chủ khỏe mạnh như vậy á, sao tự nhiên lăn đùng đâu mà chết được. Mới mất tích thôi à, biết đâu cậu cao số thoát chết rồi sao? Chàng ơi, mất tích thoát chết, té từ trên vách đá cao xuống. Là chị á, chị nghĩ mất tích hay là chết? Té như vậy là thịt nát xương tan, lấy đâu mà thấy xác. Mày nói gì ghê quá hợi. Ác mồm ác miệng vừa thôi. Mày thì biết cái gì. Mấy người nghĩ đi. Đang yên đang lành, tự nhiên đi ra làng chi. Vừa đi dăm ba hôm là xảy ra chuyện. Nhưng mà không một ai chứng kiến hết, ngoại trừ một người. Ý là mày muốn nói con Hân phải không? Không nó thì ai vào đây. Hôm nay bà giao mọi việc cho nó thì tôi mới biết. Mọi việc xảy ra với cậu cả không phải là vô tình. Thôi, không biết thì đừng có nói bậy. Tao không có nói bậy. Mày nghĩ thử đi, tao nói có lý không? Ý mày là con Hân đã... Đúng. Vì muốn cướp gia sản của cái gia đình này, muốn nắm mọi quyền hành, nên nó đã gian bẫy từ trước. Chính nó đã mê hoặc cậu chủ, rồi hãm hại cậu chủ. Thôi, mày đừng có nói linh tinh nữa. Cái gì cũng phải có chứng cứ chứ. Tao không muốn nghe mày nói nữa. Cần gì chứng cứ? Chuyện rành rành vậy. Nó giết cậu chủ rồi, mọi người thấy đó. Bà chủ đã giao hết tất cả quyền hành cho nó. Âm mưu của nó coi như đã thành công một nửa rồi. Đúng là cái con này bà ghê gớm à. Chào cô. Nếu như tin chắc những điều mình nói là đúng thì hãy lặp lại những điều mình vừa nói. Tôi đâu có nói gì cô Hân đâu. Vậy ai muốn giành mọi quyền hành rồi âm mưu giết cậu chủ? Dạ. Tôi tôi xin lỗi. Xin lỗi. Lỗi của tôi. Tôi không nên nói những lời sầm bậy như vậy. Tôi xin lỗi cô Hân. Còn vài ngày nữa là hết tháng. Vú chuẩn bị trả tiền lương cho nó. Con à, con không muốn nhìn thấy mặt của nó nữa. Cô Hân, xin đừng làm gì cô Hân. Xin tha cho tôi lần này đi cô Hân. Từ nhỏ tôi đã hầu hạ cho ông bà và đã là người ở trong cái nhà này từ đó đến giờ. Cô đuổi tôi đi, tôi biết đi đâu bây giờ cô Hân. Và tôi không biết sống như thế nào cô Hân. Tôi gian cô mà cô Hân. Không đến nỗi chết đâu. Chỉ là cuộc sống thêm phần vất vả thôi. Cô ơi, cô ơi, tôi biết sai rồi cô ơi. Tôi không ăn nói bậy bạ nữa đâu cô ơi. Cô đánh tôi hay là trừ hết tháng lương tôi cũng được. Nhưng xin cô đừng có đuổi tôi đi mà. Cô ơi. Vú biết là nó sai. Cái miệng nó hay ăn nói lung tung. Con à, con có thể cho nó thêm lần nữa được không con? Nó ở đây từ nhỏ. Bây giờ con đuổi nó đi, nó cũng không biết đi đâu. Coi như đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu nó còn tái phạm lần sau, vú nhất định sẽ không xen vào đâu. Thôi được rồi, vú nói nên con tha cho nó. Đội ơi cô Hân,
Tội ơn cô Hân, cảm ơn cô nhiều lắm, không có lần sau nữa đâu ạ. Tội ơn cô Hân. Đứng dậy đi. Nhớ, từ rày về sau phải giữ mồm giữ miệng đấy chưa? Dạ, con cảm ơn nhiều Huệ. Lần sau con không dám nữa đâu. Nếu không còn việc gì nữa, tất cả mọi người làm việc của mình tiếp. Dạ. Đi. Dạ. Dạ. Nhiều lúc em tự hỏi, địa vị, quyền lực, danh vọng là gì mà đối với cậu lại quan trọng đến như vậy? Khi là kẻ ăn người ở trong nhà thì dù em có muốn biết cũng không có cơ hội. Nhưng cho đến hôm nay, khi bà giao cho em cái quyền quản lý tạm thời cơ ngơi của gia đình cậu, thì em mới hiểu được phần nào. Có một chút hả thì xử được con lợi, cảm giác ngẩng cao đầu ngước lên, trong khi người khác phải khiếp sợ cúi đầu. Một lời nói ra có thể định đoạt cả một cuộc đời con người khác. Nhưng cậu biết không, em không thể nhận ra đâu là hạnh phúc. Vậy thì lúc cậu đối xử với em như vậy, cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không? Em càng nghĩ càng không thể hiểu được cậu. Và tình yêu mà cậu dành cho em, đã nhiều lần em dứt bỏ nó rồi, nhưng lại phải cất lại chiếc vòng này. Cũng như những lần mà em phân vân không biết phải cư xử thế nào với cậu. Cảm ơn bài học của cậu về tình yêu. Có thể cái giá phải trả là quá đắt cho em và cậu. Nhưng từ bây giờ, em sẽ chỉ sống vì hạnh phúc của bản thân mình. Vú. Con. Con mệt lắm hả? Hôm nay con đi đâu mới về vậy? Dạ. Vú lên nhà trên, rồi vú qua thư phòng, vú xuống nhà bếp, mà cũng không thấy con nữa. Con đi hóng mát một chút thôi vú. Ủa, vú đang làm gì vậy? Vú đang dọn dẹp lại phòng. Đồ của con á, vú sẽ sắp xếp rồi gom lại cho gọn. Mà để làm gì hả vú? Con đó, bây giờ đã là quản gia của gia đình này rồi, phải được ở riêng một phòng. Bà đã dặn vú rồi, trừ cái phòng của bà và cái phòng của ông. Con có thể chọn bất cứ cái phòng nào. Vú, vú không thương con nữa sao? Bậy nè, làm sao mà vú không thương con được nữa chứ? Chứ sao vú muốn đuổi con đi? Con lại nghĩ đâu nữa vậy? Thật ra bà Liên Anh từ lâu đã muốn làm chuyện này rồi, vì bà coi con như là con gái ruột vậy đó. Con không cần biết ai hết. Ngoài má rạ ra, chị vú là người thương con nhất. Con chỉ cần ở với vú thôi. Lớn rồi mà làm nũng y như là con nít vậy.